bánh cống Bạc Liêu, bánh hỏi hả? Gói ngào này có gói bánh tráng không ta? Không, này đâu có gói bánh tráng hả? Ăn đây. Nhỏ nhiêu tiền vậy? 9.000 bánh hỏi, 9.000 cái hành 1.000 nữa là 10.000. Cái này mở hành chẳng à? Hả? Mà mở hành nữa. Ừ, mở hành làm mở hành mới ngon. Nổ vậy. Ăn luôn, lấy nhiêu miếng đó. À, cái này là bánh cống nè. Cái nhiêu mà? 11.000. 11.000 cái. Rồi cái tép này nhiêu? 11.000 ăn luôn. Rồi lên vậy lấy ăn miếng này, cho anh giao nhiều đi. Dạ, kiếm được nhiều cái bánh cống. À, bây giờ không biết nhiều cái này. Thôi coi một người. 2, 4. Lấy 6 cái đi. 6 cái, 7 cái đi. 7 cái bánh cống đi. Cái 11.000 hả? Dạ. Đắp 18.000 hả? Dạ, đứng quay đi rồi đợi anh. Em lấy bánh cái nóng lên nó ngon. Tại vì... Giòn giòn đi. Dạ. Nên bánh với chảo dứt lên đó. Tại ở Sài Gòn về lấy bánh cho ngon, ăn bánh ngon. Ăn cả tôi nhớ, mốt kia cái đường về này. Cho rau nhiều đi ha. Một ngày là ăn cái chục cái. Thường thường bán mấy giờ tới mấy giờ mỗi? Hôm hả? Hết đồ. Để chiều nắng hả? Dạ. Để chiều hả? Chiều. Giòn giòn. Đây đây cầu sắt đen hả? Đây kêu cầu sắt đen đúng không? À, cầu số 3. Cầu số 3, không phải. Cầu 3 quay gì cũng. Bánh cống Bạc Liêu. Chiên giòn giòn ha. Bánh hỏi thì giòn liền luôn ha. Rồi, tại vì mới mua bánh hỏi rồi. Mua về ăn liền luôn ha. Dạ. Ăn liền không hay là đợi chút? Đợi bà chị bà dọn vợ. Bây giờ thì lấy cái dĩa chắc ra nha, chắc ra liền. Tại vì để trong bọc á nó đổ mồ hôi nó không được ngon nha. Về là chắc ra liền. Chắc ra dĩa liền. Ớt nè, nước mắm nè. Cái này kêu bằng gì? Tép chiên. Tép chiên bột. Còn có miếng nè. Sao sao chiên cái này nhiều chút? Để nãy em còn thả mấy chục miếng. Vậy đó hả? Bán hết rồi đó. Ngày bán nhiêu ký bột ta? Bột không? 6 ký nè. Thịt đi. Hả? 7 ký thịt. À, tính hay là 7 ký thịt, 7 ký thịt là nhiều lắm à. Nhà 16 thì chiên tới 9 ký. Chiên lại cái nữa không? Không, cái này không. Chiên nó ngăn khoảng là không. 500 mấy à? Ủa vô gia liễu cái triệu mấy. Đây người ta nó chạy dài dài nằm tướng giống như dài á. Cái gì đây? Xúc xích hả? Bò bít tết gì đó. Bò bít tết hả? Đây đặc sản nè, đặc sản nè. Họ khô cá lóc. Cá lóc ra đào. Khô cá sặc mỏi. Sặc mỏi với cá này nè, cá lóc nè. Khô cá lóc Bạc Liêu. Cá lóc Bạc Liêu. À, mỏi Bạc Liêu luôn. À, xoài trộn với xoài nha. Xoài trộn xoài. Xoài tượng. À, mắm me. Mắm me đang khô đó. Vô là coi như là số 1 luôn. Lâu lâu gặp bạn bè kia mấy chục năm. Rồi mày lên chảnh lâu lắm hả? Lúc dạ. Mà em, lên hả? Hồi lúc đó em 26 tuổi em đi tới giờ. Chị ăn mới lên mà phải không? Dạ. Lúc đó còn mười mấy tuổi thôi ông nội ơi. 26 tuổi là... Đâu, 26 tuổi em mới lên sửa. Không, muốn đâu. Mày làm cho liên liên. Không đảm nha. Hết à? Thôi quá ha, tôi là chót hơn nha. Còn nha.
Cá khoai. Bánh tằm bánh củ cải nha. Hả vậy á? Hả? Ôi đừng có nói, tôi luôn quay phim mà. À, bánh củ cải. À, đọc à, hàng này hàng đọc à. Tính hồi đi ăn bánh cống nè. Gì đó hả? Ừ. À, ngày bán nhiều không? Bán cũng 100 mấy 200. 100 mấy 200 cái hả? Một ngày bán mấy giờ tới mấy giờ? Thì 6 giờ mấy ông ra bữa nay bán lên chậm vậy đó hả? Chứ mà bữa nó 2 giờ mấy 3 giờ bao nhiêu mình làm gì đâu, bán tới đâu đổ tới đó vậy đó. À, bán tới đâu đổ tới đó. À, nhưng có gì? Thịt với tép kìa. Thịt tép củ sắn. À, thịt tép củ sắn, củ cải, rồi ăn với nước mắm thôi. Nước mắm, rau cải, hành thi. Thôi biết rồi, bữa nào ghé. À, bữa nay lên dự định là đi ăn bánh cống. Một
một cái gì mình bán nhiêu một cái? 8.000 nha. 8.000. Một lần bán 7.000, thịt giờ nó lên quá trời. Thịt lên. Heo. Lên ký 4. Rồi ấy có làm bánh củ cải không? Ấy gì? Bánh gì? Bánh củ cải sừng hả? Em không có làm. Em làm bánh củ này. Cái này kêu bằng bánh củ cải xếp ấy. Bánh củ cải xếp. Bánh củ cải tiều hồi xưa. Củ tiều á. Mấy cái kia cũng khoái ăn lắm. Bánh củ cải nha. Bánh củ cải Bạc Liêu. Củ sắn nè. Một cái 8.000 hả? Dạ. Tên gì anh quên rồi? Em tên Mai. Minh Mai hả? Còn Hùng góp này làm gì? Anh Hùng bây giờ ở với má dưới mà lần chạy xe rồi má mình bây giờ nghỉ chạy xe. Cũng còn nhà chung má không? Dạ. Còn ở dưới luôn. Căn đó. Dạ, căn ở đó luôn. Rồi ta kêu mình làm gì? Ngày bán cũng mấy chục, hồi nãy nó mấy chục. Trăm mấy, hai trăm. Trời, mấy người thành phố về đây là phái lắm. Ừ, mấy bánh này chậm cũng khó kiếm ăn, Sài Gòn khó kiếm ăn. Vô ở khách sạn này nè, là vô là mua, đi nguyên xe là mua lần mười mấy hộp. Không, cái này vừa bự á, còn nhiêu quay cái xét vô đó. Cái này vậy mà làm bự. Này bột là bột nếp hả? Không, bột gạo mình đó, mình ngâm đem mình sáng mình xay. Bột gạo. Nếp nó chính mình lấy lên trong rồi. Chứ không làm bán kèm với mấy cái mà sửng sửng luôn. Cái gì sửng củ cải sửng á. Bánh củ cải sửng. Tên nhiều bánh rút mặn á. Ừ.